Chào bạn em. Đấy, hôm nay thế là mình xử lý xong rồi, các bạn thấy nha. Xử lý xong thì hôm như thế nào? Thấy chưa? Không còn sơ, không còn gì nữa, lươn nó dễ vào được các bạn. Đấy, đây là hôm 60 các bạn. Đấy, mình sẽ cho các bạn xem. Đấy. Rất là đẹp. Ai mà có tiền đầu tư vào một vài trăm cái mà thả nhỉ, chắc là lươn ăn không hết nhỉ. Này các bạn thấy cái đường 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 đan của mình thấy không, thấy chưa, thấy chưa, đấy nè, trong lòng của nó này đấy, quay sát cảnh luôn đấy. Đấy. Rất là nhiều các bạn, 100 cái như một nó giống nhau hết đấy. Mình sẽ hướng dẫn cho các bạn làm cái que nhé. Nhiều người bảo sao tại sao không đưa ghim cho em. Thì cái đợt này mình đan hàng là không cần ghim các bạn. Đợt này mình làm hàng là không cần ghim các bạn. Đây. Đây là ống 48 các bạn nhá. Thì mình sẽ buộc cái que đùa ấy hoặc là cái que gì ở trước cái này. Thấy chưa các bạn? Các bạn lấy cái que hay là các bạn vót lấy cái que đùa được, cái que đùa mà một bó 10.000 ấy được mấy trăm que đấy. Đấy, thì các bạn làm giống như mình đây. Đấy, bỏ cái chắc đùa đó. Rồi là cái que này ghim vào. Đấy. Thì các bạn bỏ hôm vào thôi, cái hôm của mình thì chặt đơ luôn. Đẹp rồi. Đấy. Này. Đây là 48 các bạn. Đấy, mình bỏ cho các bạn xem này. Đấy, chặt phải nhét xuống thế này xong. Đấy, thấy các bạn thấy không? Đó. Thì nó sẽ ra cái ống trúng thế này. Khi mà các bạn lấy lươn ra là lấy gì? Chứ các bạn mà chốt ngang thế này thì các bạn phải mở chốt xa lôi hôm ra thử nó hỏng đúng không? Đấy. Nó đơn giản như thế này thôi. Đấy. Và các bạn khi các bạn thả là các bạn găm xuống này, găm cho lút cái que này đi. Thì nó sẽ đến cái mức của cái này. Đấy, cái mặt hôm với mặt bùn nó bằng nhau. Đấy. Còn ống lươn thì các bạn cắt được khoảng 80 phân bằng từng này. 80 phân. Đấy, thế là thả thôi, đơn giản. Đấy. Còn mồi thì giun, trứng, ốc, bưu vàng, bằm nhỏ, xong. Rồi, xin chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn.